Lời khai của nghi can giết chồng người tình rồi giấu trong rẫy. Tối ngày 16 tháng 2, Đại tá Phùng Tất Thành, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Thành Đức, 29 tuổi, ngụ ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là Vũ Duy Hành, 35 tuổi, ngụ ở phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Theo Đại tá Thành, anh hành mất tích từ ngày 16 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 12 năm 2016, gia đình nạn nhân mới trình báo cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến ngày 2 tháng 2, công an huyện Đến ngày 2 tháng 2, công an huyện Bảo Lâm và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lập chuyên án và hơn 10 ngày sau đã bắt được nghi can gây ra vụ án mạng. Bước đầu, Đức khai nhận có quan hệ tình cảm với vợ của nạn nhân, nên rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2016, đã đến chòi rẫy của anh Hành tại thôn Từ Liên, xã Lộc Tân, dùng dao giết người này. Sau đó, nghi can đưa xác nạn nhân về chôn tại rễ cà phê của người dân ở thôn An Bình, xã Lộc An. Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận mình và chị Trần Thị Tuyết Hương, 29 tuổi, vợ của nạn nhân, có quan hệ tình cảm với nhau trong quá trình Đức giết Anh Hành, chỉ Tuyết chứng kiến và biết toàn bộ sự việc nhưng không tố giác Đại tá Thành cho biết không những không tố cáo Đức giết chồng mà Tuyết còn loan tin Anh Hành bỏ nhà đi chơi với bồ. Ngoài ra, sau khi giết Anh Hành, Đức đã lấy điện thoại nhắn tin cho gia đình với nội dung mình đi chơi với bồ nên những người thân mới không trình báo cơ quan chức năng ngay. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khai quật thi thể của anh Vũ Duy Hành, được chôn tại một rễ cà phê tại xã Lộc An, để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Anh Hành bị nghi can đất sát hại vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2016 tại xã Lộc Tân, rồi mang đến khu vực trên phi tan. Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ. Quý vị thân mến, ngày 15 tháng 2, thông tin từ Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk cho biết đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc hai vợ chồng anh Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, trú tại thôn 7, xã Ipa, huyện Buôn Đôn, và chị Trần Thị Thuyết Nga, sinh năm 1985, phải nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc, nghi có người đầu độc. Theo trình bày của bà Phạm Thị Tinh, sinh năm 1946, mẹ của anh Bảo cho biết, sáng 14 tháng 2, vợ chồng anh Bảo mang theo cơm và một can nước thể tích là 5 lít màu vàng đi vào trại ở khu vực Buôn Em Tha ở xã Enui, huyện Buôn Đôn để bón phần tưới nước cho tiêu và cà phê. Khi đến trại, vợ chồng anh Bảo để đồ ăn và nước uống ở một cái chòi rồi đi làm. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Bảo trở về chòi để ăn cơm rồi uống nước. Một lúc sau, vợ chồng anh Bảo thấy trong bụng khó chịu, buồn nôn nên nảy sinh nghi ngờ. Cho nên anh Bảo đã trót nước trong can tra một can nhựa và phát hiện nước có thành màu xanh lợt. Nghi mình bị đầu độc, anh Bảo đã đem can nhựa đường nước đến công an xã E3 để trình báo, rồi cùng vợ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắc cấp cứu. Tại đây, sau khi được xúc ruột, vợ chồng anh Bảo đã được chuyển xuống Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Bà Tình cũng cho biết thêm, số nước anh Bảo mang vào chảy uống được lấy từ giếng nhà mình và được xử lý qua máy lọc đảm bảo chất lượng. Theo ông Nguyễn Đình Phương, sinh năm 1964, anh trệ của anh Bảo cho biết, trước có thể vợ chồng anh Bảo đổ thuốc diệt cỏ vào canh nước để hại vợ chồng anh Bảo. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm nông của ông Phương, thì thuốc cỏ cháy khi pha vào nước thì sẽ chuyển thành màu xanh và có mùi khét nhẹ. Do canh nhựa dày không thấy được màu nước bên trong nên vợ chồng anh Bảo không phát hiện được nước đã đổi màu và đã uống nó. Ông Phương cũng cho biết thêm, từ trước tới nay vợ chồng anh bảo sống vui vẻ hòa đồng với bà con lối xóm không có mâu thuẫn với ai theo người nhà của nạn nhân cho biết hiện tình hình sức khỏe của vợ chồng anh bảo đã tạm ổn nhưng đang chờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa màu nước mà vợ chồng anh bảo cung cấp đi xét nghiệm hiện tại vụ việc đang được công an huyện buôn đôn điều tra làm rõ Người phụ nữ trộm 100 lượng vàng, nói dối chồng là trúng số. Liên quan đến vụ trộm hơn 100 lượng vàng đi gửi tiết kiệm gây xôn xao dư luận ở Thừa Thiên Huế, sáng nay 14 tháng 2, phóng viên dân Việt đã về gia đình Phan Thị Hòa, 32 tuổi, ngụ thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để tìm hiểu thông tin về người phụ nữ này tiếp xúc với phóng viên, chồng Phan Thị Hòa là anh Phan C, 38 tuổi cho biết, vợ chồng anh này cưới nhau vào năm 2004 và đến nay đã có ba đứa con, quê của Hòa ở thị trấn Xịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo anh C, việc vợ anh bị bắt vì nghi trộm hơn 100 lượng vàng của khách sạn Hoàn Kiếm, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, khiến anh bị sốc rất nặng. Anh C kể, tối đó tôi đang xem TV, vợ tôi đang nằm ngủ trong phòng, thì công an đến, thấy vợ bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, tôi choáng váng vì bản tính vợ tôi rất hiền lành, thật thà. Khi công an khám xét phòng ngủ của vợ chồng tôi và phát hiện ra 2,7 lượng vàng, 11 triệu đồng tiền mặt, một số tiết kiệm 260 triệu đồng mang tên Phan Thị Hòa cùng một số tài liệu sổ sách ghi nợ, buôn bán khác, tôi cũng rất bất ngờ. Những thứ này từ trước đến nay tôi không hề biết vì vợ tôi cất giấu rất kỹ. Anh C cho biết vợ anh làm giúp việc cho chủ khách sạn Hoàn Kiếm từ năm 2015 và đến đầu năm 2016 thì nghỉ. Cuối năm 2015, anh phát hiện trong tủ quần áo của gia đình có bốn lượng vàng. Hỏi vợ về nguồn gốc của số vàng trên thì Hòa kể rằng mình trúng số nên mua vàng. Đầu năm 2016, anh C lại phát hiện trong tủ có thêm 4 lượng vàng nữa. Anh tiếp tục thắc mắc thì Hòa trả lời là mình tiếp tục trúng số. Hòa giải thích với anh C rằng sở dĩ mình trúng số nhưng không báo cho chồng là do sợ anh C nghĩ đã có nhiều tiền mà bỏ bê việc làm ăn. Anh Xe cho biết thêm anh là người chuyên nhận thầu xây dựng cho các công trình nhà ở nên thu nhập cũng khá khá. Tiền kiếm được hàng tháng, anh đưa cho vợ tích cóp để nuôi con cái ăn học và xây dựng ngôi nhà 2 tầng với kinh phí gần 300 triệu đồng. Chuyện vợ anh dùng tiền có được từ trộm vàng để cho vay, góp vốn làm ăn với doanh nghiệp, anh cũng không hề hay biết. Anh C giải bày. Từ ngày vợ bị bắt, tôi rất đau khổ vì bị hàng xóm nghi ngờ liên quan đến hành vi của vợ. Tôi bị khủng hoảng tinh thần, đêm nào cũng phải mua rượu uống thì mới ngủ được. Ông Kỳ Hữu Hưng, trưởng thôn Lại Ân cho biết, trước đây kinh tế của vợ chồng Phan Thị Hòa chỉ đủ ăn, nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, bỗng giàu lên một cách bất thường. Ngoài xây dựng nhà cửa khang trang, vợ chồng Hòa còn sắm được xe tay ga, góp vốn kinh doanh, mua sắm cho con cái, điện thoại, máy tính đắt tiền. Thấy vợ chồng Hòa bỗng dưng trở nên giàu có, người dân xã đã đồn rằng vợ chồng này trúng số độc đắc, trị giá 3 tỷ đồng. Ông Hưng kể, người dân địa phương ai cũng tin là vợ chồng hòa đã trúng số nên mới giàu có tôi cũng nghĩ như thế hòa trông rất hiền lành và thật thà gia đình vợ chồng hòa là gia đình văn hóa nên khi người phụ nữ này bị bắt về hành vi trộm số vàng rất lớn cả xã ai cũng sửng sốt như tin đã đưa, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã bắt khẩn cấp Phan Thị Hòa sau khi có đủ cơ sở chứng minh Hòa là nghi phạm trộm lượng lớn vàng SJC của chủ khách sạn Hoàn Kiếm. Trước đó gia đình chủ khách sạn Hoàn Kiếm trình báo với cơ quan công an về việc bị mất trộm 110 lượng vàng SJC. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hòa khai nhận kể từ tháng 10 năm 2015 khi còn làm người giúp việc cho chủ khách sạn Hoàn Kiếm, nghi phạm đã 9 lần lấy trộm vàng cho đến khi nghỉ việc. Tờ dĩ Hòa thực hiện được các vụ trộm là do biết nơi cất giấu vàng lẫn nơi để chìa khóa tủ đựng vàng của gia chủ. Sau khi lấy trộm vàng, Hòa bán để xây nhà, gửi tiết kiệm, góp vốn làm ăn tại một công ty. Mẹ chết, con nhập viện sau khi bị cướp túi sách ở Sài Gòn. Thưa quý vị, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh trích xuất camera truy tìm hai thanh niên cướp giật túi sách gây nên cái chết của bà Lê Mộng Huyền, 46 tuổi, ở quận Bình Tân. Theo thông tin ban đầu, tối 15 tháng 2, chị Trần Lê Tuyết Nhi, 22 tuổi ở quận Bình Tân đang mang thai, chở mẹ là bà Huyền chạy xe máy từ ngã tư An Sương, quận 12 về đường An Lạc, quận Bình Tân. Khi hai mẹ con chị Nhi đang lưu thông trên quốc lộ 1, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy màu xanh áp sát giật chiếc túi trên người thai phụ. Cú giật của kẻ xấu bất thành nhưng khiến hai mẹ con nạn nhân ngã xuống đường, thủ phạm nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường An Lạc. Bà Huyền được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vào lúc 23 giờ cùng ngày. Chị Nhi bị động thai phải cấp cứu tại bệnh viện Hùng Vương. Trước đó, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ cướp giật khiến nạn nhân ngã tử vong. Tháng 6 năm 2016, chị Lê Thị Bích Tuyền, 25 tuổi, quê Đồng Tháp, đang ngồi trên xe ôm trở đến giao lộ Võ Thị Sáu, Thạch Thị Thanh, quận 1, bất ngờ bị một nhóm thanh niên áp sát, giật chiếc túi sách khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong một người phụ nữ khác cũng tử vong do đuổi theo hai tên cướp giật điện thoại trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú vào đầu tháng 9 năm 2016.